Rồi chào tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận Dấu Yêu nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn cùng xem cảnh quay của pha xúc Khánh Hòa đang tăng tốc về cửa cảng nha. Thì các bạn và mình cùng đón xem coi ghe này nó có đẩy cá trên bon không nha các bạn. Thì cũng như thường lệ là nói đầu tiên mình cũng chúc cho anh em trên ghe thật nhiều sức khỏe luôn, đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào thắng lợi chuyến đó luôn nha. Đó, ghe này là ghe Phú Quý các bạn ơi. Đó, ghe Phú Quý cũng đang tăng tốc về cửa cảng nha. Đây là Phú Quý của Khánh Hòa các bạn. Đó. Nó cũng đang tăng tốc nha. Số niêm go là Khánh Hòa là 96631TS luôn nha. 98631TS các bạn. Đó, cũng đang tăng tốc về cửa cảng sau những giờ đánh bắt ngoài khơi xa nha. Bây giờ các anh đã về chiến lợi phẩm là những sọt cá cơm tươi gói các bạn. Nói chung là cá cơm này làm rất là nhiều món ngon, gỏi cũng được các bạn, nước mắm cũng ngon, là nước mắm là mãi đỉnh rồi. Đó, khô tùm lum hết trơn các bạn, nói chung là đủ thứ mắm luôn, đều rất là tiện lợi, ăn rất là lẹ luôn các bạn. Nói chung là những món ăn nhanh gọn lẹ, thì cá cơm cũng rất là dễ làm các bạn. Không mất cần thấy tốc độ cũng dữ nha, dáng ghê bạn ha, tạo dáng cả đường cong rất là đẹp luôn không. Đó, Phú Quý các bạn. Vừa sử dụng đèn pha và đèn LED nữa các bạn. Nó chắc máy này cũng đặt máy cũng ta 700 mã lực là bèo quá vì pha xúc này nha. Máy dân ma đấy các bạn. Cái rất là đẹp luôn mà dáng ghe đây rất là chuẩn luôn, xịn sò bạc. Nói chung là ghe hôm nay Khánh Hòa đồ về đây đến bắt cá cơm, nói chung là khai thác cá cơm rất là nhiều luôn. Khi mà hết mùa là ảnh cũng sẽ về, nhưng một số ghe cũng còn đậu đây để đến bắt tiếp bạc, lây ra lây gai hoài mà chứ không có hẳn là về hết được. Cabin thiết kế hai màu rất là đẹp, ba màu luôn bạn, xanh đỏ vàng luôn không, nhìn nó mà xịn sò luôn không, vàng đèn led thì khỏi phải chê, gà vòng vòng khủng khiếp luôn bạn ha, hai vàng luôn, vàng trên vàng dưới bạn, ghê lắm. Thì mình cũng chia sẻ cho anh em mình xem những khung cảnh ghe ra vào cửa cảng để cho anh em mình xem, thì anh em xem thấy hay và còn những gì thiếu sót thì anh em vô góp ý kiến với mình luôn, để cho mình chia sẻ với anh em một cách thiết thực và hay hơn và hoàn hảo hơn luôn nha. Đó, ghe nào cũng có thúng chai mà thúng chai nó còn lại hại lắm đó. Nói chung là cái thúng chai đó là như là một chiếc ghe thứ hai luôn á. Chiếc giả cào siêu to của Lagi cũng lù lù về cửa cảng mà cái xuồng tải đá cũng lù lù luôn rồi. Nó quay bơi lại cho các bạn xem nó nhảy qua nhảy lại các bạn. Đó, thì mình lấy khung cảnh chiếc giả cào Lagi này đang về cửa cảng hơi xa rồi, chạy tốc độ mẹp mẹp này, không biết cá nhiều hết đây, những cái màu là thấy là cái khẩm mẹp đó bạn, nó chạy hì hục bạn thấy không? Đó, cái màu này cá chắc để đầy trên bon hết rồi, cái màu này chạy tốc độ xa hục lên một số là biết rồi đó. Ở dưới xuồng tải cá cũng chạy tốc độ khiếp về cái cảng luôn, nghe không, chạy ghê lắm, nhỏ nhưng mà có vỏ rất là lực luôn bạn thấy không. Đó, giải cào nó phía sau là mình nói chung là mình zoom nó hơi xa các bạn, nó giật giật thì các bạn thông cảm nhau cho mình nghe, giúp phần gió nữa các bạn, đúng rất là quay rất là mỏi tay luôn, thì anh em vô xem cũng thông cảm cho mình. Thì mình ra những clip nào gì mình cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ và xem những clip của mình rất là nhiều luôn. Thì những gì mình còn thiếu sót thì cũng nhờ anh em cô chú gần xa góp ý kiến của mình để cho mình có thêm thông tin để mình chia sẻ với anh em một ngày một chính xác và thiết thực hơn luôn nha. Nói chung là tên chủ ghe của bạn sử dụng máy đồ cũng là khi đi khai thác cá ngoài khơi gì khoảng tầm bao nhiêu cho mình biết thông tin, mình phỏng đoán là chứ mình đâu có biết chính xác là cả bao nhiêu tấn của nó đâu bạn. Chạy tốc độ bạn thấy không, xe xé nước của bạn không,
chung ghe nó lớn chạy vậy là tốc độ rất là dữ luôn các bạn. Nói chung là số người ghe sử dụng mấy cung mít luôn các bạn, ít xà bích su bích xin thì su du luôn mà ít lắm. Thì sản xuất thì đa số là sử dụng mấy dân ma, còn là giả cào của Logi thì đa số là sử dụng mấy cung mít thôi. Nói chung là máy mua về anh em cũng phải mấy mua viện cũng phải làm lại thêm cái bạc học số rồi làm lên để cho chạy ra coi vẫn ngon mà, chứ không có để mà bình thường chạy cũng đúng ngon mấy đâu. Chiếc giả cào này cái chữ A nó hơi thấp đó các bạn, bộ máy rồi đó, đợi xuồng dắt vô á, chữ A nó hơi thấp rồi thấy không, mấy lần chữ A đi cao rồi. Chắn sẽ đợi xuồng dắt vô các bạn, đậu tình hình này là xuồng sẽ đợi dắt vô cửa cảng. Đó, cái cá luôn luôn để con trắng trắng chắn là nó đó các bạn, bọc bọc nó đó các bạn. Thấy không? Quá lực các bạn ơi, rồi đang đợi rồi xuồng vô dắt vô các bạn. Thồ máy rồi đó, cuộc chạy xong rồi có ảnh đạp này nha, rồi ảnh đạp theo nè. Nãy chạy vô cái cảng này coi xuồng dắt cũng phải đơn giản đâu các bạn, chạy cũng miếu dụm nữa mà kéo vô nói chung là ớn ăn lắm, cái gì nó phải đơn giản không. Ảnh chạy quặng người luôn, chiếc kia giải cũng thồ máy theo sau đúng không ạ. Nói chung là xuồng dắt vô tốn một mớ nhưng mà nói chung cũng an toàn cho ghe cổ và cho nó thuận tiện hơn. Nói chung là ghe là số ghe này đánh bắt một tháng vỗ lợi thôi các bạn, nó thì cũng về cửa cảng thôi chứ không có như những ghe đánh bắt 1-2 tháng đâu các bạn. Thì mình cũng chia sẻ với anh em thì ghe của dòng ghe của Bình Thuận các bạn, nó gọi cái cá không? Để đầy luôn mà không khên khên bọc bọc của nó khủng khiếp không, nó đó ghe đó các bạn không, 2-3-40 tấn là bình thường luôn các bạn, khiếp lắm. Đây là để trên bon thôi nha, còn ở dưới hầm nữa các bạn thấy không, cá khủng khiếp không. Còn cái chuồng mánh cho nó, chiếc giả cào siêu to của nó đi gì cũng ra khơi rồi không, nó chưa ra nó cao hơn rồi thấy không. Anh em cũng đang tất thần tật chuẩn bị cái khâu cuối cùng lưới bọng các bạn, để cho ra khơi để đánh bắt cho nó điền nhiều thắng lợi hơn và công suất mạnh hơn và hiệu quả hơn. Đó là chiếc giả cào đầy ắp cá về cái cảng, là chiếc giả cào đang ra khơi đúng không ạ. Này chiếc ghe lưới nội bạn cũng đang tăng tốc ra khơi luôn. Nhỏ nhỏ nhưng mà ảnh bà quê lắm á, bị giỡn đâu á. Nói chung là ghe ra nhiêu thì mình chia sẻ với nhiêu, còn một số ghe thì mình chưa có biết cái ngành nghề bạn, chung lại để chỉ mùa này đi ngày này mùa này kia đi đánh nội mình không dự đoán cái ghe đúng lý như chính xác đâu bạn, thì các bạn cũng thông cảm cho mình. Nói chung nó nhiều lắm bạn ơi, mình không có hiểu hết được thì mình biết ghe đến lưới cá này nọ thôi, một số thôi, chứ mình không thể nào gành hết là ghe đó là đánh bắt cái gì mùa này đánh này mùa kia đánh cái nọ rất là nhiều. Sống dân biển nó vậy mà, cái chiếc kia dây cũng đang tăng tốc rồi thôi nữa. Nói chung là dòng ghe của Lagi các bạn, thì nói chung là thiết kế nói chung nó không có xịn sò cho máy, nhưng mà có cái độ dày cái độ bền vững không bị dựng không bị đỉnh đúng không ạ. Thì cô chú anh chị em đóng thì nói chung là dòng ghe đóng được hồi lời học lúc mà dự án 67 nhiều lắm mà. Chiếc ghe dây giả cũng đang hồ máy xịt có đen mà không kìa, lực ghê không, nghe tiếng mới hồ đúng không ạ, nhìn rất là lực đúng không. Khi mà đánh dây cá còn dẫn nữa bạn, chạy là cắt đầu ghê lắm. Nói chung thì mình cũng chia sẻ với anh em lúc nào ghe ra nhiều thì mình cũng chia sẻ nhiều các bạn thấy không. Chiếc ghe giả nó chạy tốc độ rất là khiếp không, kia dây thì chưa có dấu hiệu tăng tốc cho mấy các bạn, nói chung chạy tốc độ cũng chậm rãi thôi.
mà bữa là mấy ảnh ra là chiếc cây dây hoặc chiếc cây giả phồ máy, cái làm ảnh phồ máy y đông gầm gú rất là dữ luôn các bạn, ngoài cửa cảng, nói chung là khuấy động ngoài cửa cảng luôn á, ghê lắm. Thì video này cũng tạm thời kết thúc video tại đây các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh Bình Thuận Nhớ Yêu nhé.